Rồi chào tất cả anh em luôn nha. Mày ơi. Chào anh em luôn. Mày ơi. Chào anh em luôn. Cốt cốt. Rồi chào anh em luôn. Thì bữa nay mấy chú cháu mình cũng có làm một cái tiệc nhỏ nhỏ nha anh em. Ủa? Trời ơi tưởng đang hoành hành. Cũng nói không dạ anh bữa mình đi bắt chuột với ông anh là mình bắt nè. Mày bữa đưa ảnh anh không lấy. Con này nó hết số rồi. Rồi. Mình đưa ảnh về bãi ăn thịt anh không lấy. Thì anh nói thôi để múc mình làm cái tiệc nấu gì thì kêu anh vô. Thì nói chung bữa nay mấy chú cháu mình cũng có nhà tài trợ ở ngoài nước nha anh em. Cũng ủng hộ gửi về cho mấy chú cháu mình cũng chút xíu. Chút xíu nói chung là lộ phí để đi đường á. Thì cũng có chút xíu như là sẵn có con răng rắn này nè anh em. Con rắn này bây giờ mình quyết định là mình nướng mọi luôn nha anh em. Lâu quá không là làm nước nguội, con rắn này cần nhiêu chứ phải không mình đâu có cân phải không? Cân nè. Lấy cần em anh Trường. Chung cũng kêu mấy anh em lại chung vui. Chứ em rắn này lột trong đống cỏ ra nè. Ừ. Chứ mấy chú cháu mình là đi bắt về là không có bán nha anh em. Có nhiều anh em hỏi có bán không? Mà là mấy chú cháu mình không có bán nha anh em. Trời đất ơi. Con rắn này cho từ tôi lương 15 còn ký 7 đó. Thế ghê vậy. Thao là coi chưa mày. Ui. Đốt phèn đang mình ấy đó. Có nhiều anh em cũng bình luận với hỏi mình là cái con rắn này sao mà kêu hổ mây. Tại vì phải tại vì ở dưới quê mình hồi đó hồi lúc mà hồi xưa người ta ở dưới quê người ta ở dưới thì ở đó hồi đó ở dưới mình là kêu con hổ mây không nha anh em. Tại vì hồi đó chú bảy hồi đó cũng kêu hổ mây nữa chứ không có kêu con hổ dọn đâu. Tại vì là mình đi làm mà YouTube này là mình mới kêu con hổ dọn. Tại vì cái con này nó giống con cái con rắn này mỗi vụ kêu mỗi khác. Ôi, con rắn 1,7 kg. Ôi, con này nướng mọi trần nào trên mà không tưởng nó nhỏ nha bự như vậy. Nướng cũng màu chín lắm đâu màu lắm trời. Bây giờ mình lọt da ổ lộng mình ấy giải ra nha anh em, ấy giải ra cái mình bỏ lên bếp than, mình có nhúm sẵn cái bếp này coi, chờ chú bảy vô. Có con đang nấu trọng á. Bây giờ để mình xử nó nha anh em. Anh không thùng bia đó. Ừ nghe siêu biết. Ừ mạnh luôn. Ừ. Kêu anh Hùng thùng bia anh ừ. Ừ mạnh đầu lên. Nó chứ tại vì bữa nay làm cái tiệc là mấy chú cháu mình có nhà tài trợ. Nó chứ có nhà tài trợ mấy chú cháu mình lo hết áo cho anh em. Bữa nay uống la lu á. Thôi để mình lấy nước ra mình xử con đó nha anh em. Mình xin phép mình quay xa chút xíu nha anh em. Mình quay cận cảnh được. Rồi lột ra trắng cờ. Ôi đã. Con này cũng sắp lột tới rồi. Trời ơi con rắn nó đã cả ông ơi. Hết lần. Trời ơi, con gái 18 như vậy trắng nổi luôn. Nè, trời ơi nó trắng thật. Không có mổ bụng nha anh em, mình không có mổ bụng gì nha. Mình để nguyên luôn. Mà con rắn này mới bắt về có hồi bữa hôm kia. Chắc là tâm bụng nó còn chuột luôn á, chút ăn chứ à gỡ nó kỹ nha. Xe em ơi. Chậm nó lại nó còn tung á. Hết lần rồi anh em. Chắc bây giờ chắc 4 giờ 6 giờ nhậu vừa luôn á. Rắn này quá bự. Cái này nướng chừng khoảng hơn nửa tiếng là có ấy à anh em. Để nằm xuống luôn cũng được anh Trường. Nằm xuống luôn. Ừ. Con đâu cao mấy đâu, chúc mình tở, chịu khó mình tở suốt suốt á. Con
nóng 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 cháy cháy không nóng không có mình chịu khó mình trở thường xuyên vậy nè cho nó không bị tét da không. Ôi, con chuột nằm ở đây hay gì nè, ở đây vòng đổ đây nè chuột. Để chuột khỏi ăn luôn. Chịu không nổi nước da là anh em ơi. Con nào mà xèo luôn. Ôi giời, cái màn hình nó bít cái màn hình luôn rồi. Giờ mình đâm muối ớt nha anh em. Mình cho bạn miếng bột ngọt thôi. Đổ bột ngọt cho nó ấy dịu dịu nè. Nhiều quá nhiều ăn không tốt. Chín rồi, nhẹ lắm. 4 thìa ớt nha anh em. Thì mực nữa nè anh em, làm gì? Con mực này mực ống phải không? Ừ, chà bá luôn. Đây nè anh em. Nấu lá me hả anh Kiều? Đây có me đâu, thôi trái nó thấy đi rồi. Trái me hả? Ha ha, nấu me gì? Nấu me chín hả? Có. Rồi cái này nấu me nha anh em. Bây giờ lá me đâu có. Kéo bén không đó. Rồi cái này nấu lá me. Còn rắn cũng sắp chín rồi nè, cái này nó vàng đã ghê chưa. Cái này là quan là món chánh này quan trọng nhất nè. Đã tiền bia chưa? Đó rồi. Trời ơi kỳ vậy ta, nói vừa chơi chứ mình kêu anh em xuống đây mà anh kêu anh em mua bia nó chắc chết luôn anh nè. Xác. Ừ, cái này chân sâu là hết lần. Sắp sửa rồi đó. Cái này chín rồi nha anh em. Ui, cái màu nó đã cờ. Tra chú bảy ơi. Cổ khô luôn. Cái này ra đi, cái nào mình không chín chút mình nướng lại mình còn than quá chừng mà. Không. Đi ra cắt đi cho bạn, cắt đi chút xíu có gì ấy vô nướng lại. Ráng chút xíu nè. Chưa chịu nè hả? Rồi, trong khi chờ đợi rắn. Có này là mực hồi nãy tính nấu lá me mà nấu me nhưng mà bây giờ nhúng chấm nha anh em. Cái này nhúng chấm mới đúng bài ha. Cắt chấm này. Nặn chanh vô đây anh tự anh nặn chanh đấy chưa? Rồi. Khui dùm cái ai tốt. Khui dùm chú mười luôn. Mình vô lại lấy cái đó ra đâu có gió nữa đâu. Hồi quá con ơi. Chú bảy chưa chịu nữa anh em ơi, chờ đợi này chú bảy mới vô, chính chú bảy mới chịu vô rồi vậy mới chịu đó hả? Chưa được phút nữa. Để. Nhậu trước đi mày, nhậu trước đi. Kéo rồi ta. Đây. Đó, xử đi chú bảy. Coi chừng bể cái mặt nha, cái mặt nằm ngay chỗ này nè. Móc nó ra để canh nha, mặt nó móc ra tiếp để nó bể mặt lắm. Ôi cắt nghe rọt luôn á. Đó. Nó biến vậy nhiễu ướt cái điện mặt hèn điện hội luôn. Nếu bả lao tay. Trời ơi, lũ nó có tụ nó tặng.
Em gọi hả? Ê, vừa làm cái nha. À, giết giết nè, tay. Nè. Giết tay. 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 Cầm một mồi lên coi. Cầm một mồi lên coi. Hết. Ôi ui, mỡ nó chảy nè. Qua trời gà mỡ luôn nè anh em. Rắn hậu dạo này mùa khô nè, con nào nấy mập ghê. Đi sơ không? Chuột nhiều. Tao mặc luôn phải không? Lạnh rồi nè, lạnh rồi nè. Lạnh nè. Mày lạnh. Ui mỡ. Anh em thèm chưa? Chứ mình thấy mình chạy nước miếng nãy giờ rồi đó. Phải nắm kéo cơ nó ra mới được. Đó. Nóng. Nó chín chín hết rồi chú Bảy ơi. Chín hết rồi. Thôi ghe này không biết chín không nè. Nó nướng lại. Không chín đẹp. Thôi vậy mình nướng lại cho chắc. Cục mặt chín hết thì sao chứ. Ôi giời, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Ơi đắc ơi vô cái điện thoại giờ. Kéo cái trời ơi. Cắt lại ngang đây đi, cắt ngang đi. Cắt kịp nó chảy không? Ừ, cắt ngang đúng rồi đó. Đó. Ôi, khỏe nè. Ôi giời. Này chín luôn rồi chú Bảy ơi. Chín chưa, đâu, đâu, chú Bảy nhấp lên thử ngay, còn ấy không? Mà lá cắt cái khúc đó bỏ lại. Đây này anh. Chín hết gì đâu. Nhấp làm hai luôn đây. Chưa chín hả? Trời ơi. Rồi cắt lao đi chú Bảy, sẵn tay cắt lao đi chú Bảy. Chưa khô cái à. Chú Bảy sẵn tay cắt lao khúc khúc đi. Cắt khúc khúc đi chú Bảy. Chậm. Chú ngồi cắt chú ngồi. Bự bự, bự bự. Ừ. Đó. Bự bự về chậm mới đã nha anh em. Ôi từ từ anh em ơi. Ôi, con thôi con đừng có phá quá đi. Nó giành cái đuôi đó. Con chào đi, con chào cả nhà đi. Con chào cả nhà đi. Sao vậy? Trời ơi. Ăn cái đuôi. Ăn cái đuôi hả? Nè cha cho con cái đuôi nè. Ăn cái đuôi à. Ăn cái đuôi rồi. Rồi con cầm con cạp đi. Trời ơi dứt luôn à. Cho nó cầm đó hả? Cho nó cầm đi bé. Đây nè. Dạ con chào cô chú đi. Con chào cô chú đi cha cho con. Con chào cô chú. Nói gì tôi miệng không sao nghe. Lấy đũa thôi. Chào cô chú. Nè, cho con nè. Nè. Cầm gì thích. Cầm cái chốt tôi. Cái gì? Cái gì cái? Rồi rồi. Rồi mình vô đi. Nè nè vô đi, vô mình sao không để nước mắm bên kia cho mực. Cho lon ra được. Ê trời ơi quên chú Bảy tôi nữa. Mày lửa tay chưa? Trời ơi nãy giờ chú Bảy nướng con rắn từ hồi nãy giờ một tiếng mấy đồng hồ luôn á anh em. Ăn cái đầu này nè, ăn cái đầu bự nè. Cắt nhỏ lại cho nó chú ơi. Ăn cái đầu bự nó cầm cái đầu bự này ăn mới được. Xong rồi cắt ra. Thôi cô chừng mắc cổ nha. Đây đi. Đây đưa đây cho 10 cái nha. Đây còn chút nữa. Đúng nè. Từ chút luôn nha lên. Rồi vô. Rồi. Rồi rồi mời tất cả anh em luôn nha. Rồi con ăn chú ngộ nha, cái đuôi ăn lên á. Được không? Rồi. Đã quá. Mẹ. Còn nó chứ dùng chú Bảy chú Mười đâu dùng cục rắn nè. Chú Bảy cục bự nhất nè. Rồi. Đó, nè vô đi. Tôi phải cục mỡ rồi ông ơi. Ôi trời. Tôi phải cục mỡ à. Nè anh. Vô ngồi xa không tới. Cục luôn. Chà. Thôi để đi. Nè anh vô. Để cục mồi đi hẹp chú Mười, vô đi chú Mười. Để còn nè. Rau. Rồi vô đi. Đó. Mới đã nè. Mình nha anh em. Thôi. Đã mà cái cục ớt này không đã nè. Còn bò nặng. Sao không nặng này ra, nặng ấy ra. Ăn cái này nó có thịt nè. Ôi, coi chừng mắc cổ đó. Cắn đứt ra. Rồi anh em thấy ra. Con rắn nướng mồi không? Nè, thịt đó nè. Quá trời thịt luôn. Rồi, mời anh em luôn nha.
nhả xương ra nha. Mua là một giờ ngon ghê cả. Không hả, nuốt xương luôn hả? Ừ rồi. Nên trăm mấy ký quá. Nhìn cái thớt thịt nè anh em. Còn hai rẻ ta. Cái số thịt chịu quá, tại số thịt luôn. Con thịt chứ. Ừ. Cái chừng mắc cổ nha con. Vô mắc cổ á. Chơi nguyên cái đuôi luôn ghê chưa? Dạ ta. Chắc nguyên đuôi luôn. Một quá dữ rồi. Được rồi, đã được rồi. Nhiều chưa bên này quá trời mồi luôn. Nên nói chung mấy chú cháu mình tính làm trắng này hả? À, anh kiểu anh xuống thấy là quá. Em đi lên mua ba con bà cống nha anh em. Về nhúng giấm. Mà anh em luôn nè. Lăn nướng nè, chưa thịt nó đây kìa. À, chấm nè. Chấm nè. Nhai nè. Vô nha anh em. Ta cầm nguyên khúc, ta cầm nguyên khúc người ta xé luôn. Cạp cầm đưa vô cạp á nè. Đúng không? Ta cầm nguyên khúc luôn, cạp nó mới ngon. Rắn là chắc thịt bóng có gì đâu đâu, bỏ hủ hết vậy. Nè anh em. Anh bảy xé cho nguyên mỡ ra vậy. Thấy anh Trường review một cái, anh em dẫn nó miếng chèm nhèm luôn rồi. Anh em xem nha, anh em dẫn nó miếng chết luôn. Có ngọt. Là chứ rắn nướng tự nhiên này ngọt dữ lắm nha anh em. Sao anh kiểu vậy không? Ngọt không? Quá rồi, hồi đó vào ăn lần này lần nào chưa? Chưa. Chưa luôn hả? Lần đầu tiên luôn hả? Lần đầu tiên nè. Trời ơi. Hết lần luôn ha. Rồi. Không sao đâu, có người đâu buộc đi. Cái gì vậy? Cái bộ lòng này ngon lắm nhưng mà bây giờ nướng nguội mình ăn mình ăn cái ruột nó không có được nha anh em. Mình chỉ ăn cái gan, cái mỡ nữa hả? Đây, làm bạn miếng đó coi. Vô đó là hết lần luôn á. Nó của tấm bỏ vô nó lăn lăn đầu lên rồi. Quăng nó lên hết. Nó phải chấm chấm cái gì đó anh em ơi, mà vô đó. Không có buông xuống được luôn. Cầm cái tay, cầm tay suốt luôn. Cầm tay suốt rồi anh em thôi. Được xuống vậy đó. Trời ơi, vừa cắt sao vừa gấp luôn. Chấm cái hả? Trứng hay vậy? Trời ơi, trứng ngon luôn. Vô anh em ơi. Ngon bộ luôn. Đây review anh Tường. Qua wow, trời cái miệng. Thôi được rồi, vậy được rồi. Đâu trứng non đâu. Đó. Thôi có trứng non rắn này, có trứng non anh em. Về trứng non. Béo. Đã. Vô đây thử một cái. Kệ chú bảy để đi, ăn này xé ra. Mỡ còn nóng nóng nè, tránh trước đi nó đã. Cái mỡ này mà nướng nó còn vài chứ mà mình hầm xả nó teo rồi. Chứ nó tan nướng. Nó tan mỡ ra. Ồ nó coi coi. Đâu rồi, mà anh em cục mỡ rồi. Nè anh em. Mỡ này mỡ rắn nè. Cái này ta để phút cuối, cái này ta làm trước xong rồi. Béo. Quá béo không? Rồi cái mặt ta lấy cái mặt ra ngâm ngủ luôn này mặt. Bỏ không nuốt luôn nữa. Thôi chẳng nghe hả? Cho bạn. Đây đây đưa cho tôi không anh bạn. Nuốt luôn chứ đâu. Nuốt. Mày nghét á. Không ok. Mình ăn. Mình ăn mình phải bóc mới ngon. Mà này cục ghen nè. Mà xuống. Chén bẩn anh bảy. Mà xuống. Miếng. Miếng. Ôi mà này cục ghen. Con ăn ghen không? Hết lần rồi. Quá bự. Cải đã. Cải không? Cải đi. Con ăn hết cục là ăn ghép. Chứ vậy ăn không. Đúng rồi. Dạ. Mà em cái đi. Trời ơi. Rồi vô anh em ơi. Để. Trời ơi, nóng lạnh luôn. Rồi mà anh em cũng rắn luôn. Đi hả? Thôi nè. Nóng lạnh luôn. Ngọt dữ lắm hả? Sao thì hết hồng đó. Đi kia. Sớ sớ luôn. Cái gì chịu nổi ha? Nè ngồi đây chấm luôn đi con. Cái quạt quần à. Đây nè anh em. Chạy nó yếu. Đây là con rắn này là của ông chủ này nha. Đem lên này. Nhưng mà anh kêu thôi đem về đi, bữa nào làm này anh kêu anh vô ăn. Rồi nãy giờ làm cũng tăng là anh mới vô nè. Cạp thấy thương không? Ngon không? Rắn mình, con rắn mình thấy cảm giác nó ngon không? Thì hèn. Hết lạc. Còn nó chứ mà anh em cái nữa đi. Về. Này nhân vật này cũng ghê lắm mà nè. Ăn rồi cái miệng chép kép ghê lắm.
giờ mình móc nướng hả? Ăn mà cầm cục rắn nó ngưng không có được. Không có nhậu mà nước ngọt quá trời. Nước ngọt. Nhà con nó ngọt không em? Không. Ở trên nhà trên còn lon cả. Lấy luôn hả? Lấy ca tà đá cũng đỡ đi. Chưa nãy ăn có nãy giờ người ăn có cục hay nha anh em. Đó nè. Đây còn minh bông nè. Còn có đống nè. Nó bự. Biết nhiêu ký không? Một ký tám, một ký tám mà từ tôi nước còn ký bảy. Ủa đất rồi con rắn đất nó rắn luôn mà nó mở dữ. Rồi mời anh em luôn nha, bữa nay cũng có cái tiệc nhỏ nhỏ đúng rồi. Thành quả ngọt mở luôn hả ơi, có nướng vô ngọt anh đào thấy rắn mà cái nó cục thịt trắng ngon em. Béo. Cái trái của trứng luôn. Béo. Cái trái. Nó đám làm bộ đầu lòng nè để nó nguội. Thôi được rồi. Còn nóng nóng.